Liên đoàn Lao động huyện Xuân Lộc là đơn vị đầu tiên trong tỉnh Đồng Nai tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và là đơn vị tổ chức đại hội điểm. Trong ngày làm việc đầu tiên sáng qua, hơn 200 đại biểu đại diện cho gần 36.500 đoàn viên đến từ 114 công đoàn cơ sở trong toàn huyện tham dự. Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại hội, đồng thời thông qua chương trình làm việc, thông qua nội quy, quy chế, cũng như báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội chia 3 tổ tiến hành thảo luận, đóng góp vào đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ liên đoàn lao động huyện, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động, bản kiểm điểm của ban chấp hành liên đoàn lao động huyện khóa 6, đóng góp văn kiện đại hội 11 công đoàn tỉnh và góp ý sửa đổi bổ sung điều lệ công đoàn Việt Nam. Hôm nay đại hội sẽ tiến hành các bước quan trọng, trong đó bầu ban chấp hành công đoàn huyện khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.